Xin chào các bạn, lại là mình chất đây. Video hôm nay là quá trình mình rút X10M Lazio nha. Đến chính mình cũng không ngờ có một ngày mình lại đi rút X11M Pet có trong mê cung cao cấp, điều mà mình chưa bao giờ làm từ khi chơi game này từ trước đến nay. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và việc này cũng vậy. Bạn nào theo dõi kênh mình sớm thì sẽ biết được nhân phẩm trong vụ bắt pet ở mê cung của mình khi chơi bản Pokemon Legend này. Vì vậy, mình cũng không kiên nhẫn mà mong chờ vào may rủi nữa. Huống hồ mình vẫn còn chưa có em Lusa quốc dân, mà sao mình chơi account nào bắt em nó cũng trong vô vọng các bạn à. Từ phiên bản Việt là Pok Đại Chiến, cho đến phiên bản tiếng Anh là Pokemon Legend, và cả bản tiếng Hàn nữa, cứ chơi account server mới, là mình không bắt được em Lusa sớm đâu. Bản Việt thì còn đỡ, các bạn cứ chỉ đến sự kiện thu hồi đạo cụ là đổi vé khá dễ, còn từ ngày mình chơi bản tiếng Anh và tiếng Hàn, chưa hề bắt được một em Lusa nào nhé. Kêu ca về nhân phẩm đến đó thôi, bây giờ mình quay lại chủ đề của video hôm nay, đó là rút X10M Lazio, em này là pet 1k6 mảnh thường, tức là 160 mảnh chính. Vì thế, mình chỉ cần rút X10 16 lần. Với 46k kim cương cho 16 lần rút là quá đủ rồi, nhưng thực tế mình còn 80 phiếu ấp trong hòm nữa, nên mình chỉ cần tốn kim cương cho 8 lần rút mà thôi. Và account này, mình cũng không biết bạn UX đã dùng bao nhiêu kim cương vào rút pet, vì thế cũng không biết bao nhiêu nữa mới tới mốc em Rayquaza. Nên kệ đi, cứ chơi túc tắc, bao giờ đến thì đến. Đây không phải là mốc thần thú nha, nhưng game cho mình em pet chất lượng quá, chỉ có tác dụng đem đi nghiên cứu mà thôi, cạn lời thật chứ. Chắc cũng là điểm báo cho mốc 25k kim cương, cũng sẽ ra một em vớ vẩn nào đó, chứ không phải em pet bắt hoàn cảnh. Khi chơi bản tiếng Anh này, các bạn nhất định nên chơi một team sử dụng cặp đôi Lazio và Latios nhé. Lý do bởi vì cặp này chỉ tốn 1k mảnh thường cho mỗi em pet để có thể tiến cấp lên Overlord form. Mà khi chơi bản Pokemon Legend, các bạn phân phối mảnh thường không tốt thì các bạn sẽ thọt rất nhiều. Ví dụ như mình, vì em chim ho Âu, mà số mảnh thường dùng cho đột phá skill em ấy cũng đã hơn khá nhiều số mảnh cần để lên cặp Lazio và Latios, mà kết quả cũng không được cái gì cả. Chính vì thế, các bạn phải cân nhắc một chút, và theo mình mấy em pet chỉ cần 1k mảnh để lên Overlord cũng không hề yếu, kể cả những em pet không cần đột phá skill. Ví dụ như cặp đôi Lazio, Latios, hay là em Hydran, hoặc là cặp đôi Zekrom và Reshiram. Khi các bạn chơi VIP thấp hoặc free, các bạn nên chơi mấy em đó. Chứ các bạn chơi VIP thấp hoặc free mà cứ muốn đấm thắng mấy bạn đầu tư hơn rất nhiều thì chỉ có cách là các bạn phải chơi trước một thời gian rất lớn. Còn lại không có cách nào khác đâu, vì bản chất của game online hiện nay là như vậy, vì thế các bạn hãy xác định mục tiêu và đối thủ của mình trước khi tham gia bất kỳ tựa game dạng cày quốc nào. Chứ không chỉ riêng game Pok này. Đây là lần ra pet mốc 25k đó các bạn, khả năng cao sẽ ra em lom dom nào đó thôi. Và thực tế đúng như mình dự đoán, mốc 25k ra em Sirkichi, em này chỉ dùng để kích duyên 6 cho em họ Âu, và là duyên gộp, vì vậy tác dụng gần như bằng không. Đến lúc này, mình cũng đã rút được 11 lần, chỉ còn 5 lần nữa là xong. Và 5 lần đó, cũng sẽ không thể ra em pet huyền thoại nào nữa đâu. Khả năng cao em chim lửa Moncher mà mình rút ở đầu video là em pet ở mốc 50k hoặc 75k, nếu đúng như vậy, đường đến em Rayquaza vẫn còn dài lắm. Mà kệ đi, dù có Rayquaza đột phá được skill cho em nó hay không, lại là câu chuyện khác. Bây giờ, mình sẽ dừng video ở đây. Rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nếu có thêm like thì càng tốt nhé. Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận ở dưới video, mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So alive, so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky high city. These are childhood dreams, they tell me